Hôm nay chúng ta tìm hiểu một khái niệm về thị trường chứng khoán và những điều cần biết. Thì chúng ta sẽ xem xét tính chất đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam và những ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế. Thì điều thứ nhất là giá trong nhiều trường hợp là chưa phản ánh hết những hành động của thị trường. Giá chứng khoán tại mỗi thời điểm phản ánh một tập hợp tâm lý của rất nhiều các nhà đầu tư trên thị trường. Các nhà đầu tư này bao gồm cả những nhà dự đoán thị trường giỏi nhất cho đến những công chúng theo sau. Tâm lý của họ được thể hiện ở sự kỳ vọng hay là thất vọng về chứng khoán với những xu hướng và những tin tức trên thị trường. Các nhà đầu tư có chung tâm lý sẽ có những hành động giống nhau. Các hành động bán hay mua tại một thời điểm với những quy mô khác nhau của tất cả các nhà đầu tư thể hiện thành cung và cầu. Khi phân nhóm do những tính chất ưu tiên giá cao đối với cầu và ưu tiên giá thấp đối với cung, các nhà đầu tư phải cạnh tranh với chính những người có hành động giống mình để có thể thực hiện thành công việc mua hay bán. Để có thể mua và để có thể bán được chứng khoán thì những người có hành động cung trên thị trường phải hạ giá bán để được ưu tiên bán trước. Áp lực cung càng lớn thì áp lực giảm giá càng lớn và ngược lại. Để mua được chứng khoán thì những người có hành động cầu trên thị trường phải tăng giá mua lên để được ưu tiên mua trước. Áp lực cầu càng lớn thì áp lực tăng giá càng lớn và ngược lại. Đây là A là điểm cân bằng giữa cung và cầu. Khối lượng giao dịch và khối lượng. Ta nhìn sơ đồ chúng ta có thể thấy được giá giao dịch tại mỗi thời điểm luôn cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường. Đây là điểm A, điểm mà chúng ta giá giao dịch. Nói một cách khác là nó phản ánh tất cả các hành động trên thị trường. Đây là nền tảng cơ bản của lý thuyết đo và cũng là chính là nền tảng quan trọng nhất trong việc phân tích kỹ thuật. Ở các thị trường phát triển với quy mô giao dịch khổng lồ tại mỗi thời điểm luôn tồn tại một số lượng lớn các nhà đầu tư với những lợi ích và sự kỳ vọng khác nhau về giá của chứng khoán. Bên cạnh đó, giá giao dịch không có bất kỳ sự ràng buộc nào về biên độ, nó có đủ độ rộng để cần thiết để phản ánh đầy đủ các trạng thái cung cầu của thị trường. Khi những điều tồi tệ xảy ra đối với một loại chứng khoán thì áp lực cung đủ lớn để buộc nó giảm mạnh. Có những trường hợp đã giảm 50% chỉ trong một ngày giao dịch. Sự giảm giá khủng khiếp của Bill Tim, Friedai, Mark hay là Fannie Mae là một ví dụ điển hình do giả định giá phản ánh của tất cả các hành động trên thị trường. Các nhà phân tích sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ cần tập trung vào giá và khối lượng. Thông qua nhiều công cụ đo lường khác nhau là có thể thấy được trạng thái tâm lý của thị trường. Chúng ta đều biết rằng chỉ số trong phát triển BTKT đấy, thì tức là các chỉ số MACD, RSI, MFI, AD thì đều được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ tương quan giữa giá và khối lượng. BTKT đấy thì nhìn nhau cung và cầu cân bằng tại mức giá giao dịch và khối lượng giao dịch. Tại thị trường Việt Nam, trong nhiều trường hợp đã không phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa cung và cầu. Khi đó, hoặc là cung hoặc là cầu áp đảo, áp lực tăng giá hoặc giảm giá là rất lớn. Biên độ dao động hẹp làm cho các nhà đầu tư không thể tăng giá mua lên hoặc là giảm giá bán nhiều hơn các mức giá trần hoặc là giá sàn. Điều này làm cho sức mạnh trong tâm lý của các nhà đầu tư bị kìm nén. Chúng gây nên tình trạng khan hiếm giả tạo khi mức giá chào bán không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, có kỳ vọng ngược lại và họ không giao dịch. Đây là hiện tượng dư cầu ở điểm B và điểm C, có nghĩa là cầu có thể là thấp và khối lượng nhiều, hoặc là cung thấp khối lượng giao dịch ít, giá trần đấy, mức giá trần là đường xe xanh này đấy. Và cái khối lượng giao dịch của chúng ta là điểm A này. Vậy thì nhìn vào
nhìn vào giá chứng khoán với khối lượng chứng khoán, lượng cung và lượng cầu, chúng ta có thể đánh giá được là khi cầu áp đảo cung, khi cầu áp đảo cung thì áp lực tăng giá lớn, áp lực tăng giá lớn do giới hạn giá trần, do giới hạn giá trần, nghĩa là cái lượng mà chúng ta cầm cầm mua vào ấy nó lớn hơn so với cái lượng mà chúng ta cung cấp thì nó tăng giá lớn, và do giới hạn giá trần các nhà đầu tư không thể tăng giá mua lên để đáp ứng được kỳ vọng mong đợi của bên bán. Đấy. Xuất hiện tình trạng là nó sẽ dư cầu, nghĩa là nó dư người, nó dư cái lượng mà cần cần mua vào, và giá sẽ không đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu. Thị trường cần phải trải qua nhiều ngày giao dịch để giá có thể tăng lên và đạt đến mức kỳ vọng của cung. Hình thứ hai chúng ta sẽ thấy là hình tượng dư cung cung. Trong hình này chúng ta sẽ thấy là mức giá sàn nó ngang với lượng lượng cung của chúng ta, dựa vào lượng cung ấy. Khối lượng của lượng cung lớn thì giá sàn là nó đặt tại đó, và khối lượng giao dịch nó không phụ thuộc vào cầu, cầu ít, khối lượng giao dịch cầu ít này, khối lượng giao dịch của cầu nó ít, từ điểm D chúng ta chiếu xuống khối lượng này nó ít. Khi giá khi cung áp đảo cầu, nghĩa là chúng ta cung cấp nhiều quá, nó vượt quá cái khả năng mà người ta mua thì áp lực giảm giá nó sẽ lớn. Như vậy là nếu mà nhiều người nếu mà lượng cung nó nhiều hơn so với lượng cầu thì có lượng giảm giá lớn. Do giới hạn giá sàn, các nhà đầu tư không thể giảm giá mua để đáp ứng kỳ vọng mong đợi của bên mua. Vậy là nó xuất hiện cái tình trạng dư cung và giá sẽ không đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu. Thị trường cần phải trải qua nhiều ngày giao dịch để giá có thể giảm xuống và đạt được mức kỳ vọng của cầu. Trong đợt tăng giá từ 11 tháng 6 năm 2008 đến nay, thị trường thường là trải qua hai tình trạng tăng bán và tăng mua. Tăng mua trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 và ngày 8 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2008. Tăng bán là từ 18 tháng 7 đến 25 tháng 7 năm 2008. Nhìn xa hơn vào quá khứ sẽ thấy nhiều trường hợp tương tự như vậy. Vậy thì với các đặc trưng nói trên của thị trường, trong các trường hợp tăng mua, trong các trường hợp tăng bán hoặc là tăng bán thì giá chậm trễ trong việc phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu, thì thị trường còn phải trải qua một vài ngày giao dịch để giá có thể phản ánh đầy đủ các hành động của thị trường. Giá định tiền tiền đề của BTKT thì có thể sẽ được điều chỉnh lại mức thích ứng với thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay, tức là BTKT là phát triển kinh tế, thì có thể coi sự dịch chuyển giá là một quá trình mà không nên nhấn mạnh tính thời điểm, đặc biệt là khi thị trường tăng mua hoặc tăng bán. Khi thị trường tăng mua hoặc tăng bán, dư cầu hoặc là dư cung với khối lượng lớn và áp đảo, một số nhà đầu tư sẽ đặt các lệnh mua hoặc là lệnh bán nhưng không có ý định thực hiện các lệnh này nếu nó được thị trường đáp ứng. Đây chính là cầu ảo và cung ảo ấy. Vậy thì mục đích của chúng ta chúng là nhằm gây tâm lý hoài nghi cho các nhà đầu tư khác. Chúng ta khá khó để tách biệt rõ ràng với cầu thực và cung thực. Nếu sự phân biệt là cần thiết cho việc phân tích vấn đề này, có lẽ chỉ được xuất hiện trên thị trường như Việt Nam thôi, và nó không xuất hiện ở những nơi khác. Vậy thì yếu tố thứ hai là yếu tố ảnh hưởng từ sự chậm trễ của giá. Chúng ta xem lại cái điểm cân bằng giữa cung và cầu, rồi điểm dư cầu, điểm dư cung. Vậy thì ảnh hưởng của sự chậm trễ giá, các chỉ số của kỹ thuật vốn được xây dựng
các chỉ số kỹ thuật ấy, vốn được xây dựng như các công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá các xu hướng và mức độ biến động giá trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam ấy, thì khi giá chậm trễ trong quá trình phản ánh các hành động của thị trường, các chỉ số kỹ thuật cũng được phản ánh theo. Ảnh hưởng này thể hiện là hai vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là khối lượng giao dịch. Theo các tài liệu của phát triển kinh tế của nước ngoài thì khối lượng giao dịch tăng sẽ củng cố cho xu hướng hiện tại. Giá tăng mạnh hoặc là giảm mạnh cho các nhà đầu tư hoạt động mạnh hơn, mua hoặc bán nhiều hơn, kéo theo khối lượng giao dịch tăng lên. Đây này, xu hướng giảm và xu hướng tăng. Khối lượng giao dịch giảm dần và khối lượng giao dịch mạnh mẽ lên, khối lượng giao dịch sẽ giảm mạnh xuống trong một thời gian. Bây giờ chúng ta quan sát cái hình này, bây giờ mình zoom nhỏ lại để cho các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đây, chúng ta quan sát cái hình này thì khoảng thời gian giữa điểm số 1 và điểm số 2, điểm số 1 và điểm số 2, hoặc là từ số 3 cho đến số 4 thì khối lượng giao dịch nó giảm mạnh, khối lượng giao dịch nó giảm mạnh, khối lượng giao dịch này nó đang giảm, khối lượng giao dịch nó đang số 3, số 4 này khối lượng giao dịch nó đang giảm này. Thì tương ứng với sự giảm mạnh, tương ứng với sự giảm mạnh hoặc là tăng mạnh của Việt Nam Index tại các thời điểm A, B, C, D, khối lượng giao dịch đều tăng đột biến. Đây là thời điểm đấy, gom hàng hoặc là xả hàng. Nó tăng đột biến thì chúng ta gom hàng và chúng ta xả hàng. Nhìn chung thì thị trường tăng mua và tăng bán qua nóng thì khối lượng giao dịch đều giảm mạnh. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái bảng sau, chúng ta thấy được xu hướng giảm này, khối lượng giao dịch tăng này, khối lượng giao dịch giảm này. Thì dựa vào hình này, từ ngày 19 tháng 5 năm 2008 đến ngày 17 tháng 7 năm 2008, nghĩa là trong vòng 1 tháng rưỡi, thì khối lượng giao dịch nó tăng sau ngày 19 tháng 5 năm 2008. Đấy. Và nó củng cố cho xu hướng giảm của DJI. Đây xu hướng giảm đây. Khối lượng giao dịch nó tăng thì xu hướng nó sẽ giảm của DJI. Và khối lượng giao dịch có xu hướng giảm sau ngày 17 tháng 7 năm 2008. Sau ngày 17 tháng 7 khối lượng giao dịch nó giảm. Thì khi mà khối lượng giao dịch nó giảm ấy, thì người ta sẽ đặt ra cái nghi vấn cho sự tồn tại xu hướng giảm trước đó của DJI. Khi DJI tăng mạnh hoặc là giảm mạnh thì khối lượng giao dịch tăng. Khi DJI tăng hoặc là giảm chưa mạnh, trong một số trường hợp thì khối lượng giao dịch sẽ ổn định hoặc là tăng không rõ ràng. Ở Việt Nam ấy, chúng ta nên lưu ý có một điều là khi mà thị trường tăng mạnh hoặc là giảm mạnh, khi mà thị trường chúng ta tăng mạnh hoặc là giảm mạnh thì thường có thời điểm tăng mua hoặc là tăng bán. Tăng mạnh hoặc là giảm mạnh thì thường thì tăng mua hoặc tăng bán, khối lượng giao dịch sẽ có xu hướng bị thu hẹp dần, và sau đó khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh, thường là thời điểm phân phối xả hàng hoặc gom hàng. Chúng ta sẽ đặt ra cái nghi vấn sự tồn tại của những xu hướng trước đó, tức là liệu có sự đảo chiều hay không, liệu nó đang tăng thì nó sẽ giảm, nó đang giảm nó sẽ tăng hay không. Như vậy thì nó chưa cho thấy ý nghĩa thực sự của việc củng cố xu hướng đó. Hậu quả là với tình trạng này thì các chỉ số kỹ thuật xây dựng trên khối lượng giao dịch ấy, như là on balance volume, money flow index, Adeline sẽ bị ảnh hưởng. Chúng chỉ xem xét trường hợp điển hình như on balance volume và Adeline. OBV là chỉ số phản ánh khối lượng tích lũy giao dịch sau các phiên giao dịch. Đấy, cộng thêm khối lượng giao dịch khi tăng giá và trừ bớt khối lượng giao dịch khi giảm giá. Đấy. Nên nhớ nhá, nó phải cộng thêm khối lượng giao dịch sau khi tăng giá, hoặc là nó trừ đi khối lượng giao dịch sau khi tăng giá thì nó mới ra khối lượng OBV này. AD là chỉ số phản ánh sự tích lũy khối lượng giao dịch thành công.
đã có điều chỉnh theo tỷ lệ tăng hay giảm giá trong phiên chưa? Đấy. À đây đó. Thì cả hai chỉ số này đều cho thấy là sức tăng giảm kết hợp với sự phân kỳ âm dương xác định khả năng củng cố xu hướng giá. Chúng ta sẽ xem cái hình cái biểu đồ về sự phát triển. Đây, sự phát triển của Việt Nam Index trong những cái ô vòng tròn này. Đấy, đấy, đấy. Chúng ta thấy nó diễn ra vào 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Diễn ra 4 tháng và được phân ra của 4 giai đoạn. Thì quan sát biểu đồ chúng ta sẽ nhận thấy là đây này, nhận thấy này, khoảng thời gian giữa số 1 và số 2 thì Việt Nam Index giảm mạnh. Số 1 và số 2 đâu? Việt Nam, số 1 và số 2 Việt Nam Index giảm mạnh. Đây, nó giảm rất là mạnh. Và mỗi ngày đều giảm gần như là hết biên độ cho phép luôn, khối lượng giao dịch cũng giảm. Khi mà nó giảm thì khối lượng giao dịch nó sẽ giảm, giảm theo. Đây này, bên này là khối lượng giao dịch tăng này. Vậy thì ở đây là khối lượng giao dịch nó giảm này. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh những cái khác thì như thế nào? AD thì hình thành phân kỳ dương. AD đấy, ngược chiều với Việt Nam Index, một tín hiệu khác củng cố cho xu hướng giảm của Việt Nam Index. Đấy, ngược lại thì UBB giảm và hình thành phân kỳ âm. UBB nó sẽ giảm và hình thành phân kỳ âm, hội tụ với Việt Nam Index. Và tuy nhiên mức độ giảm của UBB là không mạnh, UBB chỉ giảm được 2,5 lần, cũng quá ít so với sự gia tăng trong khoảng thời gian từ điểm số 2 cho đến điểm số 3. Đây này, điểm 2, 3 tăng kinh khủng luôn. Chỉ số OBB nó tăng và nó phân theo. À đúng rồi, ban nãy mình nói OBB là cái gì? Nhớ không? OBB là chỉ số phản ánh sự tích lũy khối lượng giao dịch sau các phiên giao dịch cộng với khối lượng giao dịch khi tăng giá hoặc là trừ bớt đi khối lượng giao dịch khi giảm giá. Còn AD là nó phản ánh sự tích lũy khối lượng giao dịch thành công có chiều điều chỉnh theo tỷ lệ tăng giá theo tăng hoặc là giảm giá trong phiên. Cả hai chỉ số này nó đều lấy sức tăng hoặc sức giảm kết hợp với phân kỳ âm dương để xác định và củng cố xu hướng giá cả. Như vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại nhé, là số 1 đến số 2, từ vị trí số 1 đến số 2 là nó giảm mạnh, khối lượng giao dịch cũng giảm. Và AD thì nó sẽ phân kỳ dương. Và ngược chiều với Việt Nam Index là một tín hiệu củng cố xu hướng giảm Việt Nam Index. Ngược lại, OBB giảm và hình thành phân kỳ âm. OBB nó sẽ giảm và nó sẽ hình thành phân kỳ âm. Đây này, từ mức không mà nó giảm xuống còn 1.500 không? Đấy. Còn AD này, AD thì nó lại nó phân kỳ thì dương, nó sẽ tăng dần lên một khoảng từ 100.000 tăng dần lên 4.000, âm 4.000. Và tuy nhiên mức độ giảm của OBB là không mạnh, nó chỉ giảm là 2,5 lần thôi. Chúng quay cho cái sự gia tăng trong khoảng thời gian điểm số từ 2 đến 3. Trong khoảng từ 2 đến 3 này, OBB tăng hơn 3 lần. Đây chúng ta quan sát chỉ số từ 2 này, đến 3 này, chiếu xuống này, OBB này. Nó tăng từ khoảng là âm 1.000 cho đến là nó tăng lên cho tới tận ngót nghét 5.000 tới 5.500 luôn. Đấy, tăng ghê không? Đấy. Mặc dù Việt Nam Index tại điểm 3 là chỉ là 486,53 thôi, thấp hơn so với điểm 1 là 35,83. Đây, lên đến vị trí là 400 và so với vị trí là 35 trong trường hợp dưới này.
Vậy thì như vậy khối lượng giao dịch giảm sẽ làm cho sự phân kỳ âm của OBV và sự phân kỳ dương của OBV chưa phản ứng đúng sức giảm giá thực tế của sức giảm thực tế của giá, hay nói cách khác chúng chưa củng cố mạnh như có thể đối với xu hướng giảm của Việt Nam Index. Chúng ta quan sát điểm số 3 nhé. Điểm số 3 là sức tăng của OBV và AD cùng cao gấp 3 lần so với sức tăng của 3 ngày trước đó. Vị trí số 3 chúng ta chiếu xuống tăng kia không? Tới ngốc nghếch gần 4.000, ở đây nó tăng là trên 5.000, đây là nó tăng lên là được khoảng độ 2.900 gì đấy, âm 2.900 gì đấy. Vậy thì sức tăng của OBV và AD cùng cao gấp 3 lần với sức tăng của 3 ngày trước đó. Về mặt lý thuyết đây là dấu hiệu củng cố mạnh hơn những ngày trước đó đối với xu hướng tăng của Vietnam Index. Thế nhưng ngay ngày hôm sau thì AD giảm và hình thành phân kỳ âm trong những ngày tiếp theo, dấu hiệu xu hướng tăng hiện tại sắp kết thúc. Như vậy sang cái kỳ tiếp theo qua cái giai đoạn thứ ba này bắt đầu nó giảm dần, giảm dần đấy. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét yếu tố thứ hai trong cái việc mà nó ảnh hưởng đến sự chậm trễ của giá, tức là các chỉ số kỹ thuật vốn được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ việc đánh giá các xu hướng và mức biến động của giá trên thị trường trường chứng khoán Việt Nam. Khi giá chậm trễ trong việc phản ánh các hành động của thị trường thì các chỉ số kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng theo. Ảnh hưởng nó có thể là khối lượng giao dịch, hoặc là yếu tố thứ hai chính là sự chậm trễ của các chỉ số xây dựng trên cơ sở của giá. Trên thực tế thì phát triển thị trường ấy, BTKT được xây dựng dựa trên mối tương quan thuần túy của giá, không có sự kết hợp của khối lượng giao dịch là rất nhiều, bao gồm MACD, momentum, MA, vân vân. Ở đây thì chúng tôi đưa ra là hai ví dụ để minh họa sự chậm trễ của giá. Đây là chỉ số Anon và VNX, chỉ số Việt Nam Index và Anon Dow Relax Index đây. Thì ở Anon và Relax đây thì đều là những chỉ số phản ánh tương quan xu thế tăng và xu thế giảm. Anon Up thì đại diện cái xu hướng nó tăng dần. Đây này, nó tăng này, từ mức 0 mà nó tăng lên cho trên mức 50 luôn. Đấy. Và còn Arrow thì nó đại diện cái xu hướng giảm. Arrow nó giảm dần từ 50 mà nó giảm xuống mức 0. Tăng giảm rất thường. Và Arrow càng lớn hơn so với Arrow bao nhiêu thì xu thế giá tăng hiện tại của trên thị trường chứng khoán càng lớn mọi người bạn. Nghĩa là chúng ta hiểu này, Arrow nó càng lớn hơn so với Arrow bao nhiêu thì xu thế tăng giá hiện tại nó càng lớn mọi người bạn. Đấy. Vậy thì RSI nó sẽ phản ánh mối quan hệ giữa sức tăng và sức giảm trên giá của chứng khoán. Nếu RSI mà nó lớn hơn 50 thì sức tăng là lớn hơn so với sức giảm mọi người bạn. Ở biểu đồ kế bên ấy, tại điểm số 2 vào ngày 23 tháng 7 năm 2008 nó tiêu chiếu xuống. Có khối lượng giao dịch giữa Aron, nó giao nhau giữa Aron Dow và Aron Up. Và cái chỉ số Relax Index thì tại vị trí số 2 này, Aron Dow và RSI phản ánh sự công bằng và dần thắng thế của sức giảm. Đấy. Aron Dow và Aron Up nó công bằng tại điểm này và nó xem như là nó công bằng sức giảm. Cả hai đều giảm này. Cả chỉ số Aron Dow và Aron Up nó giảm và nó giao nhau tại một điểm. Vậy thì chúng ta đều biết rằng ngày nay tại ngày đó Việt Nam Index là trải qua ngày thứ 4 liên tiếp các nhà đầu tư tranh bán.
nếu chúng ta sử dụng một chu kỳ tính toán dài hơn, tức là thời gian mà nó lặp đi lặp lại nó dài hơn, thì kết quả thu được thậm chí còn chậm hơn. Ngược lại, nếu sử dụng một chu kỳ ngắn hơn sẽ làm cho các tín hiệu phản ứng ấn hơn và thêm chắc chắn hơn. Vậy thì trên đây chúng ta mới chỉ trình bày cái ảnh hưởng của sự chậm trễ của giá đối với một số thông số kỹ thuật. Trong thực tế chúng ta có thể chỉ ra được nhiều hơn các chỉ số bị ảnh hưởng. Như vậy chúng ta có thể thấy tính chất rất riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường có biên độ hẹp. Chúng gây ảnh hưởng lớn đến khả năng phản ánh của thị trường đối với giá của chứng khoán. Đấy. Đặc biệt là trong các trường hợp quanh mua trong bán mạnh mẽ, giá còn phải trải qua nhiều phiên tăng hoặc giảm mạnh để giúp cho cung hoặc là cầu công bằng. Khi giá chậm trễ thì thị trường chỉ số BTKT nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư nào sử dụng các chỉ số này mà chưa quan tâm đúng mức đến xu hướng vận động, trong nhiều trường hợp họ sẽ không thấy hết được các nguy cơ tiềm ẩn của thị trường. Vì thế chúng ta đã tìm hiểu xong được những điều mà chúng ta cần biết về đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam và những ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng đến giá trong nhiều trường hợp chưa phản ánh được hết các hành động của thị trường, cũng có thể lớn hơn cầu lớn hơn cung và chịu ảnh hưởng của sự chậm trễ giá về khối lượng giao dịch, về khối lượng giao dịch, rồi về tính chậm trễ do các chỉ số được xây dựng trên cơ sở của giá. Và chúng ta kết thúc cái bài mà chúng ta tìm hiểu về thị trường đầu tư của Việt Nam, mà cụ thể là thị trường chứng khoán tại đây.